Lôi ra đi. Mình chả thì chả quay rồi mình chưa vấn rồi phát gì chết. Thế thì vợ chồng của chú tên là gì nhỉ? Cường Thêm. Cường Thêm ạ. Hai đứa vào đây đi. Nhau ngồi với ngoài. Thế hiện tại chúng tôi đang bàn giao bộ bàn ghế cho nhà cô chú Cường Thêm. Đây là xã gì cô ơi? Xã Thượng Long, Yên Lạc. Hiện tại là hơn 8 giờ tối rồi. Bàn ghế cột 12 của Xoan Đào cho vợ chồng cô chú Cường Thêm. Rồi quay cái làm kỷ niệm, giới thiệu với ai cho ngày có nhu cầu là tham khảo luôn. Rất cảm ơn vợ chồng cô chú đã tin tưởng ủng hộ sử dụng sản phẩm chúng tôi. Ai có nhu cầu thì có thể liên hệ được số điện thoại 0987 51086, truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com.